Mọi người ơi, xuất xưởng MR15 nha mọi người ơi. Xuất xưởng xe R15 mọi người nhá, hỗ trợ trả góp ạ. Ship xe tận nhà cho khách đây ạ. Khách kinh nhỉ. Ship xuống Hòa Lạc mọi người nha, trung đoàn 41 ạ. Cổng trung đoàn 41 ship xuống dưới Đồng Bành ạ. Xe Honda, xe Yamaha R15 ạ. Giá chỉ 66 triệu. Từ 66 triệu tại cửa hàng xe máy Huy Bộ mọi người nha. R15, em R15. Bên kỹ thuật mình đang hỗ trợ chằng xe, ship xe về tận nhà cho khách đấy ạ. Ship xe R15 này cho khách mọi người nha. Ship miễn phí ạ. Giá chỉ từ 66 triệu mọi người nha. Đây ạ. Nổ xăng rồi à? Cà cho khung xe máy rồi à? Cái đấy xong rồi á. Ship xe miễn phí cho khách mọi người nha. Mọi người mua xe trả góp này đam mê, mọi người mang theo căn cước công dân hoặc là chứng minh thư nhân dân cho mình nhé. Hỗ trợ 15 phút là chốt ngay mọi người nha. 15 phút là lắp xe luôn ạ. Ship xe về nhà cho khách. Hàng sẵn nhé, hàng sẵn tại cửa hàng điện máy xe máy Huy Bộ ạ. Sửa chữa lưu động Huy Bộ. Bên kỹ thuật đang chằng xe ạ. Ship xe miễn phí cho khách. Chắc rồi á? Ừ. Buộc như thế đã được rồi á? Được chưa? Nổ máy vọt ngay. Không lo về giá. Xe này cửa hàng mình ship về trung đoàn 41 mọi người nhá, cổng trung đoàn 41 ạ. Cai Kinh, Hữu Lũng mọi người nhá. Cho anh khách mua trả góp ạ. Trả trước cho cửa hàng mình là 15 triệu là mua được xe này rồi ạ. Giá chỉ 66 triệu một xe mọi người nhá. Từ 66 triệu một xe. Chắc chưa? Anh bảo được rồi. Chu đáo tận tình. Chỉ có tại Huy Bộ ạ. Ship xe về trung đoàn 41 Hòa Lạc Hữu Lũng ạ. Giá chỉ 66 triệu mọi người nha. Dạ vâng. Xin chào chị Hứa Út ạ. Ship xe nha mọi người ơi. Theo người về với chồng. Xuất xưởng xe R15. Theo người về với chồng rồi ạ. Mọi người mua xe này trả góp ra cửa hàng Huy Bộ nhá. Cửa hàng Huy Bộ ở ngã ba thị trấn Đồng Mỏ mọi người nhá. Quốc lộ 1A mọi người nhá, đối diện cổng chào huyện Chi Lăng ạ. Đây. Em ở đây mọi người nha, Huy Bộ, ngã ba thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Cửa hàng em có tất cả là 3 cơ sở mọi người nhé, ở Hữu Lũng. Ở Hữu Lũng có 2 cơ sở ạ. Chi Lăng có 1 cơ sở nữa. Chị Hứa Út ơi, Vision này, Vision cá tính của chị đây này. Tối rồi bọn em bắt đầu dọn hàng rồi. Em thấy chị vừa mới comment hỏi giá xe ạ. Nhà chị ở đâu ạ? Vision cá tính giá niêm yết của ngày hôm nay là 37 triệu một xe chị nhé. Đang có chương trình tặng 500.000 tiền mặt cho xe Honda Vision đấy ạ.
trừ khuyến mại đi chỉ còn hơn 36 triệu chị nhá. Đây là giá của ngày hôm nay chị nhá. Hôm nào mua chị tham khảo lại giúp em nhé. Giá xe lên xuống thất thường ạ. Xin chào mọi người nhé.